안녕하세요, 여러분, Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo, bài số 5 của tự học tiếng Hàn trung cấp 1 chữ vào được phát sóng vào mỗi thứ hai, thứ tư hàng tuần vào lúc 7 30 tối giờ Hàn Quốc, tức là khoảng 5 giờ 30 chiều giờ, giờ Việt Nam nha. Bài hôm nay có chủ đề là copy han jan hay lẻo. Copy anh hay lẻo. Bạn có muốn hoặc là mình nói là tôi muốn hành động gì đó. Bây giờ mình bắt đầu luôn nha mọi người xin chào các khi chào nè, và qua tròi, Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên REN channel nha. Xin chào các bắt đầu nha mọi người. Nội dung chính của ngày hôm nay gồm những phần sau đây. Thứ nhất là từ mới. Thứ hai, mình sẽ học ngữ pháp động từ "ư" ừ, "ư" ừ, Nếu muốn gì đó. Tiếp theo là ngữ pháp động từ "ư" ừ, rilleau. Tiếp tới là hội thoại và cuối cùng là bài tập thực hành. Bây giờ mình đi vào từ mới nha. Từ mới hôm nay cũng sẽ có 10 từ như sau. Mà chim Mà chìm. Mà chìm ở đây á. Tức là ngay đúng lúc hoặc là đúng lúc đó. Ví dụ như ai đã nói gì đó. Ví dụ như, ủa bạn có tiền không cho mình mượn 10 ngàn Đúng lúc có đúng 10 ngàn. Đúng lúc, đúng lúc đó. Hoặc là uh, có thể nói là uh, Sao ta? Hoặc là mình có thể, có thể dịch là vừa khéo người việt mình cũng hay dùng cái từ vừa khéo nhưng mình thấy từ đúng lúc thì mình thấy dùng nhiều hơn ha Mà chim đúng lúc thế là cua ta cua ta ha ta cua ta có rất là nhiều nghĩa ha bài này thì mình học với nghĩa là mình mua sắm cái gì đó mình tìm kiếm gì đó cua ta còn có trường hợp khác ví dụ như mình cứu ai đó thì mình cũng sử dụng là cua đà. tìm hoặc là cứu ha thế tiếp theo Xì xe Xì xe Xì xe Xì ở đây là thời giá tức là À, cái giá cả của cái hàng hóa cái vật đó tùy những thời điểm khác nhau thì mình sẽ có những cái xi xê khác nhau thì ở đây mình dịch là thời giá giá cả thị trường xi sẻ, supo 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 ở đây là cái bưu kiện bưu phẩm khi mình đến bưu điện mình gửi hoặc đến nơi nào đó mình gửi cái hàng hóa đi thì cái hàng hóa mình gửi đi nói chung là supo hàng hóa bưu kiện ha cấp tạp khả cấp tả khả cấp tả này mang nghĩa là gần gần nơi nào đó hoặc xa nơi nào đó thì cái nơi đó mình dùng với e so khả cấp tả gần khả cấp tả xa thì mình cũng dùng e so trái nghĩa với khả cấp tả là mở tả e so mở tả xa nơi nào đó ha tiếp tục ke cứ tha tả ke cứ tha tả ke cứ tha tả lưu ý cách phát âm ha bà chim là sờ theo sau là hờ chỗ này mình sẽ đọc là thờ cứ tả nghĩa là sạch sẽ nhà cửa sạch sẽ cái gì đó sạch sẽ cái đã chip 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 ở đây à, Đây là một dạng hình thức thuê đặc biệt mình thấy á theo như mình tìm hiểu thì nó là một cái dạng thuê nhà đặc biệt chỉ có thể có ở Hàn Quốc thôi Tức là khi mình đi thuê một căn nhà, ví dụ giá trị của căn nhà đó là 100 triệu đi Thì mình sẽ đặt một cái khoản tiền cọc để mình thuê mình ở ngôi nhà đó Khoảng ngôi nhà này giá 100 thì mình đặt khoảng 80 triệu đi Và mình vào đó mình ở, mình sẽ không có trả tiền nhà khi Trong thời gian ví dụ bình thường, sổn xe chip bình thường là 2 năm gì nhóm mình sẽ trả một cái cục tiền đó 80 triệu đó mình trả cho người ta và mình vô nhà đó ở mình sẽ không có trả tiền thuê nhà trong suốt hai năm mình ở và khi mà hai năm kết thúc hợp đồng hai năm thì người ta mình dọn đi mình nói người ta trước một tháng và mình lấy lại cái khoản tiền 80 triệu này ha nên đây là một cái uh, thuê nhà mà độc đáo chỉ có ở Hàn Quốc thôi gọi là thuận xe chip còn bình thường á mình thuê mà tháng nào mình trả tháng đó thì mình hay dùng là quê 월 c, là tháng à, quỹ c, chip hoặc là trọn c chip thì lúc này quỹ c nó là thuê tháng, thuê tháng nào trả tháng tháng đó mà mình có thể mình um, trả trước cho người ta hai tháng tiền nhà và bắt đầu mình vô mình ở ha, thì mỗi tháng mình trả tiền. thì trong ở Hàn quốc có cái dạng trọn c chip này là đặc biệt này, trọn c Dạ, nhà thuê dài hạn hoặc là nhà thuê có đặt cọc dài hạn, trọn c chip ha. Dụng sự, Sì, dục ở đây dục trong cái từ một dục tà từ tắm các bạn xin là cái phòng thì phòng tắm nhà tắm sẽ gọi là dục sì arabota 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 là một cụm động từ mới nghĩa là tìm hiểu cái gì đó mình ví dụ như là mình tìm hiểu về nhà mình tìm nhà arabota hoặc là ai đó uh, nói mình Ừ em có biết là ở hàn quốc có, có cái món gì đặc biệt không thì mình nói ồ, oh, mình sẽ tìm hiểu mình sẽ tìm hiểu về vấn đề đó thì lúc đó mình sẽ dùng là arabota arabota là một động từ mình thấy tần suất sử dụng của nó cũng khá nhiều ha thả kurta kurta lưu ý cách phát âm ha, bà chim là hờ theo sau là tờ ở đây chỗ này mình sẽ đọc là thờ cứ thả, cứ thả ở đây mang nghĩa là đun sôi hoặc là mình nấu gì đó Ví dụ như mình nấu mì á Cứ đòi cứ đòi sợ thì lúc này mình dùng cái tạ, tung sôi hoặc là mình nấu rồi phần từ mới sẽ có 10 từ thôi bây giờ mình sẽ đi vào ngữ pháp chính của ngày hôm nay nha ngữ pháp chính của ngày hôm nay ngữ pháp thứ nhất động từ udiomion ngữ pháp này thì cũng khá dễ dàng khi mình chia vì nó chỉ đi với động từ thôi và có hai trường hợp có bà chim thì mình sẽ dùng udiomion không bà chim thì mình sẽ dùng với riomion nó mang nghĩa là nếu bạn muốn làm điều gì đó Nếu muốn làm điều đó hoặc là mình sử dụng nếu có ý định làm gì đó Thì mình nhìn vô cái ngữ pháp Mình sẽ có thể hình dung được Cái nho này nè nho này nó mang nghĩa gì các bạn Nghĩa là nếu đúng không Cái ngữ pháp mà động từ Ư do cua ha tạ Mọi người nhớ không Cái ngữ pháp sơ cấp Ư do cua ha ta Mang nghĩa là định làm động từ thì trong trường hợp này mình ghép hai cái ngữ pháp này lại với nhau thì nó bỏ cái ha tà này đi nè và ghép cái mion vô không có bà chim bà dò không có bà chim nên thêm mion dò mion thì lúc này mình dịch là nếu muốn hoặc là nếu định làm gì đó nếu muốn hoặc là nếu định nếu mình định làm điều gì đó thì mình phải làm cái điều gì đó ở phía sau này nè thì trong trường hợp này nó là một cái trường hợp giả định nói về cái ý đồ hoặc là cái kế hoạch của uh, cái mình định làm trong tương lai thì nên là nó là một cái ấy da anh nè nên là mình cứ mình có ý định gì đó hoặc là ai hỏi mình đó ờ uh, cái uh người ta hỏi mình á, nếu mà định làm gì đó thì phải làm như thế nào hoặc là, nếu mà tôi đi muốn muốn qua Hàn Quốc học thì tôi phải làm như thế nào hoặc là nếu mà muốn giỏi tiếng Hàn thì phải làm như thế nào, muốn nếu mà muốn để dành nhiều tiền thì phải làm như thế nào thì lúc này mình có thể sử dụng cái ngữ pháp là, để sử dụng vào cái trường hợp đó nha. Bây giờ mình đi vào ví dụ nha mọi người. Ví dụ nếu muốn giỏi tiếng Hàn thì phải làm như thế nào một câu hỏi mà hầu như ai học tiếng Hàn cũng hỏi mình vẫn còn đang hỏi mình về vấn đề này. Nếu muốn giỏi tiếng Hàn thì phải làm như thế nào? Thì mình có ngữ pháp nếu muốn nè và thì nó nằm trên cái form của mình ở trên này. Nếu muốn thì thì lúc này nó là ngữ pháp động từ ở chỗ này. Ư đồ nhé Nè. Rồi, giỏi tiếng Hàn giỏi tiếng Hàn làm cái gì đó giỏi nói giỏi thì lúc này mình có động từ là xả làm gì đó giỏi tiếng Hàn tiếng Hàn thì mình có hai dạng một cái là hanh quốc thêm một cái chữ o vào sau là hanh vừa có tiếng Hàn nói chung còn tiếng Hàn hanh quân mẹ mình cũng có thể sử dụng là hanh quân mẹ được ha hanh quân mẹ hanh quân gò tiếng Hàn đây là danh từ ha giỏi cái gì đó thì cái danh từ này bổ nghĩa cho động từ giỏi thì lúc này danh từ có bà chim thêm ư ừ, không bà chim thêm rử giỏi tiếng hàn thì phải làm như thế nào phải ở đây mình có ngữ pháp phải làm gì đó động từ aoya ha tà hoặc có thể sử dụng aoya tà trong trường hợp văn nói ha rồi văn nói thì thường hay sử dụng Thuệ tà làm như thế nào làm ở đây động từ của mình là ha tà như thế nào Otoke oh, okay. mình có cái cụm là Otoke oh, okay. làm cái gì đó như thế nào theo sau là động từ thì lúc này mình có tất cả các thành phần rồi mình chuyển sang câu như sau mình có nếu muốn giỏi tiếng Hàn thì phải làm như thế nào mình có hai vế vế nếu và vế thì trước cái chữ thì là vế một nè mình dịch cái vế một trước không dịch vế một dịch từ đuôi dịch lên tiếng Hàn Hàn Quốc là Hàn Quốc nè thêm chữ o là tiếng nè Hàn Quốc có rồi giỏi xả ra đã rồi bỏ tà ra có bà chim thì ư không bà chim thì thêm đèo mion ri o á đèo ra rồi thì phải làm như thế nào thì là ngữ pháp rồi nè phải làm như thế nào dịch từ đuôi lên như thế nào ô làm ha tà rồi chia đuôi phải thì lúc này ha tà sẽ thành là he ya he dù chi đuôi vô luôn ha còn khi nào mình muốn chi đuôi thuế thì mình he ya thuế dù câu hỏi đánh dấu hỏi lên giọng 한국어를 잘하려면 어떻게 để ra he hiểu hoặc là 한국어를 잘하려면 어떻게 để ra để được không? chỗ này là 잘하다, ra ra ta mình có thể luyến chữ r lên chữ h này luôn là 잘하다, ra mình đọc là 잘하다. ra ta còn mình cũng có thể đọc mình đọc chậm hơn, mình tách ra luôn. 잘 Đều được ha. Người Hàn uh, tùy người thôi, có người thì thích đọc là ra Vẫn chấp nhận và 잘 vẫn chấp nhận luôn ha. Nên là mình có hai trường hợp như vậy. 한국어를 잘하려면 어떻게 해야 Ví dụ số 2. Nếu muốn gửi bưu kiện về Việt Nam thì hãy đi đến bưu điện lúc này đây là một cái uh, câu trả lời ví dụ người hỏi ồ giờ em muốn gửi đồ về việt nam giờ em làm sao ta các bạn này trả lời là ồ nếu mà em muốn gửi đồ về việt nam á bưu kiện hoặc là đồ á thì em đến bưu điện em gửi đi là một cách rất đơn giản đơn giản nhất luôn nếu muốn cái gì đó thì là ngữ pháp của mình rồi ha ừ đồ mấy anh rồi câu số 1 vế số 1 nè gửi bưu kiện gửi của mình là động từ nè động từ gửi là pu nê bưu kiện gửi cái gì gửi bưu kiện bưu kiện sẽ bổ nghĩa cho từ gửi thì lúc này bưu kiện có và chim thêm ư không và chim thêm rứ bưu kiện của mình hồi nãy mình có học là từ sopo đó các bạn sopo rồi hoặc là nếu mình muốn gửi hàng hóa thì mình có thể dùng là bulcon về việt nam gửi về cái nơi nào đó thì lúc này cái danh từ chỉ cái nơi đó sẽ thêm e hả đây là e việt nam thì mình có danh từ chỉ nơi chốn nè việt nam tiếng Hàn Quốc là Vietnam. Việt nam, Rồi xong với một, với thứ hai thì hãy đi đến bưu điện. Hãy là động từ ngữ pháp mà động từ mình mệnh lệnh mình ra lệnh một cách nhẹ nhàng lịch sự có bà chim thêm ư xè và không bà chim thì mình đem xè hãy làm gì đó đi 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 đến nơi nào đó thì mình có danh từ e khả tà đi đâu đó và e ụ tà đến nơi nào đó Đi thì lúc này mình dùng là kata. Đi đến, e. Bưu điện, danh từ, nơi chốn nè. Bưu điện trong tiếng Hàn mình có là u. che Cục. Của che Quốc. Có tất cả các thành phần rồi. Bây giờ mình chuyển câu này sang tiếng Hàn thôi. Vế thứ nhất, nếu muốn gửi bưu kiện về Việt Nam, đây là vế một mình xử lý nó trước ha. Mình sẽ dịch từ đuôi dịch lên. Việt Nam thì mình có là Việt Nam. Việt Nam. Rồi, về nơi nào đó, mẹ, bưu kiện bưu phẩm mình có là số rư gửi bù đã rồi nếu muốn không có bà chim nên thêm là rò xong với một bịch mẹ năm ấy thì hãy đi đến bưu điện dịch từ đu dịch lên luôn bưu điện bưu điện mình có là u rồi đến 에, 리, 가다, 하이, 컴과 마침은 햄새요. 썸 베트남에 소포를 보내려면 우제국에 가세요. 이런 네, 베트남으로 소포를 보내려면 우제국에 가세요. 분이에모모요 어, Mình làm cái gì đó, đến nơi nào đó thì mình có cái danh từ mà đến cái nơi đó đó. Có bà chim thì mình dùng euro không bà chim thì ru Thường theo sau này á, thường là đi đến nơi nào đó. Đến nơi nào đó. Gửi đến nơi nào đó mình cũng có thể sử dụng là euro được ha. Đây một trường hợp mình cho thêm thôi nên là mọi người có thể tham khảo ha. Vietnam으로 소포를 보내려면 우체국에 가세요. Ví dụ số 3 nếu muốn để dành tiền thì phải làm sao có rất là nhiều người uh, giống như mình hồi trước vậy hồi trước mình kêu trời tôi muốn để dành tiền quá không còn biết làm sao thì không xài thì sẽ để dành được thôi bớt xài lại bớt mua sắm lại là để dành được thôi vậy thì mình có là nếu muốn cái gì đó thì nó là cái ngữ pháp ưu đò nhân của mình rồi bây giờ mình dịch vế số 1 trước nha vế một để dành tiền để dành mình có cái động từ là mụ ư tà đó mọi người bộ ưu tả tiền tiền là danh từ bổ nghĩa cho để dành gì để dành tiền thì lúc này tiền sẽ có bạch chim thêm ư không bạch chim thêm rì tiền tiếng hàn của mình là thùn thì cái gì thì phải làm sao phải động từ à oi à ha ta cái ngữ pháp nếu muốn này hay đi với cái ngữ pháp phải thì lắm nha các bạn tại mình hỏi ý kiến hoặc là mình trả lời cái gì đó thì hay đi với phải hỏi ý kiến thì hay có phải đó phải làm như thế nào phải làm sao nếu muốn làm gì đó thì phải làm sao thì cái ngữ pháp phải này hay đi theo sau lắm nha rồi làm sao làm là động từ ha và làm sao làm sao làm thế nào thì mình có là ở các bạn có thể học nguyên cụm luôn làm cái gì đó ở toke thì nó sẽ thuộc luôn được cái ngữ pháp này dễ ha và áp dụng dễ dàng luôn rồi với một nếu muốn để dành tiền mình dịch từ đuôi dịch lên nếu muốn để dành tiền tiền trước thun nếu để dành mù ư đã trời cái uh, ngữ pháp này mình không có nãy giờ mình không có <laughs> ghi cái nào có bạch chim thế nào tàng là không có bạch chim động từ không có bạch chim không à mù ư không có bạch chim thì mình dùng với dò mia mù ưu dò rồi thì phải làm sao dịch tự đuôi dịch lên luôn sao sao là ổ sao như thế nào nó là từ ổ làm ha tà phải chia đuôi à o tà e ya ha da. He -he hoặc là hea theo Theo thì thường dùng văn nói rất là nhiều ha. Thuần을 뭐으려면 어떻게 해야 해요? 어떻게 해야 돼요? Đó là ví dụ của ngữ pháp nếu muốn hoặc là nếu có ý định gì đó thì làm điều gì, gì đó ha. Ngữ pháp số 2 của ngày hôm nay đó là ngữ pháp 을 길래요 tôi muốn hoặc là bạn có muốn thì ngữ pháp này cách chia của nó thì tương tự nhưng mà nó có hai trường hợp là sẽ có trường hợp cho câu hỏi và trường hợp cho cái dạng mà câu trả lời thì mình có trường hợp câu hỏi câu hỏi thì mình cũng chia giống như trả lời thôi tức là mình chỉ sử dụng cái ngữ pháp này cho động từ thôi nha mọi người tại vì muốn muốn hành động gì đó nên chỉ sử dụng cho hành động thôi có bà chim thì mình dùng với ư lẹo, không có bạch chim thì mình bỏ tà thêm chữ riêng chữ r làm bạch chim cho nó và lẹo câu hỏi nên là mình để dấu chấm hỏi của câu và mình lên giọng đó chia ngữ pháp tương tự luôn ha nhưng mà câu hỏi á, thì lúc này mình sẽ hỏi người ta là bạn có muốn làm gì đó không có muốn làm gì đó không ví dụ như là bây giờ ở trong nhà mình hỏi chồng mình á bây giờ Uh, anh muốn rửa chén hay anh muốn giặt đồ. <laughs> Bây giờ mình mình chia việc mình kêu giờ anh muốn rửa chén hay anh muốn giặt đồ. Thì lúc này chồng mình nó sẽ trả lời ở bên dưới là ồ anh muốn rửa chén đi. Hoặc là uh, mình dắt con mình đi ra mua bánh ăn cái mình kêu con muốn ăn bánh này hay con muốn ăn bánh kia. Thì lúc này mình sẽ hỏi với cái ngữ pháp là il veux lẹo hoặc với cái nghĩa là bạn có muốn hoặc là ai đó có muốn. Còn trường hợp thứ hai là mình sẽ hỏi với cái uh, ý là mình hỏi là bạn có thể giúp mình làm điều gì đó không á? mình có thể hỏi với cái ý là bạn có thể làm điều gì đó giúp mình không bạn có thể ờ, uh, bạn có thể đưa cái đó cho tôi được không liệu bạn có thể đem sách đó lại đây được không nè thì lúc này mình có thể dịch với hai nghĩa là bạn có muốn gì đó mình hỏi ý kiến bạn có muốn gì đó hoặc là bạn có thể gì đó ví dụ thứ hai là cái phần thứ hai là về câu trả lời câu nói bình thường vẫn chia y như ở dạng câu hỏi đó là động từ có bà chim thì mình thêm ư và không có bà chim thì mình thêm chữ r làm bà chim cho nó lẹo thì lúc này mình có một cái dạng đó là tôi muốn cái người nói ha người nói trực tiếp tôi muốn làm cái hành động gì đó có thể nhiều trường hợp mình có thể dịch là tôi định làm hành động gì đó. Vì cái ngữ pháp này nó sẽ có một cái trường hợp đó gọi là uh, ghi chú đi. Ghi chú chú đi ha. Chú y. Mình nói khi mình nói những cái trường hợp mà bạn có muốn hoặc là tôi muốn này thì nói về ý định hoặc là kế hoạch của cái người đang nói. Ý định, kế hoạch hay nói về ý định nè. Hoặc là cái kế hoạch nè. và thường á, cái ngữ pháp ư riêu liệu này sử dụng cho văn nói nha sử dụng cho văn nói tức là mình nói trong đời sống mình thường mình không có đưa mình viết văn á mình viết văn người ta kêu mình viết đoạn văn mình dùng ư riêu thì trong trường hợp này không sử dụng ha thường chỉ sử dụng trong văn nói và thường á thì nó sử dụng trong văn nói thân mật hoặc là trong những cái văn nói không trận trịnh trọng có nhiều trường hợp á có nhiều bạn hỏi là ủa nó có chữ vô nè nó mang nghĩa là lịch sự mà tại sao mà chỉ nói sử dụng trong trường hợp thân mật thì trong trường hợp mà thân mật với dạng như là mình nói với bạn bè hoặc là nói với người thân trong gia đình mình bỏ vô tuy nhiên nó dạng trong trường hợp thân mật nữa nó có ý là mình nói với người nhỏ tuổi hơn mình và mình vẫn giữ thái độ lịch sự ví dụ như giám đốc á giám đốc hỏi mình á à, em em pha cho anh ly cà phê được không thì lúc này người ta sử dụng cái đuôi ư riêng lè vú được nhưng mà mình mình không có nói với giám đốc là Ờ, anh pha cho em ly cà phê được không? Mình không có nói bằng cái lẻo được Mà mình phải sử dụng với cái đuôi lịch sự hơn Nhưng mà người ta nói với mình thì được Người lớn tuổi hơn mình, người có chức vụ cao hơn mình Nói với mình cái đuôi lẻo được mà người ta thêm vô để tỏ vẻ lịch sự với mình Vừa thân mật mà vừa lịch sự còn đối với mình mình không thể nói được thì trong trường hợp này có vô nó có ý nghĩa vậy đó nha mọi người nên là à, mọi người chú ý để sử dụng cho nó hợp lý trong đời sống của mình nha bây giờ mình sẽ có ví dụ để cho mọi người cùng nhau à, nắm kỹ cái ngữ pháp này hơn nha bạn có muốn đi xem phim cùng tôi không ví dụ như là mình có hai cái vé xem phim cái mình hỏi bạn mình ồ có muốn đi coi phim với tao không ừ nè trường hợp này rất là thường dùng ha hỏi bạn cái gì đó không thì đó là câu hỏi chủ ngữ sẽ được lược bỏ hai người đang nói chuyện trực tiếp với nhau ha. Có muốn cái gì đó, iru ừ, đang hỏi ý kiến ha. Đi xem phim. Ở đây mình có đi và xem. nó là cái ngữ pháp đi để làm gì đó mọi người. Đó là ngữ pháp động từ iru ka da. Iru đi để làm gì đó. Mình có đi rồi nè, để xem phim, xem phim bây giờ mình chỉ cần lấy cái xem phim ra thôi. Xem là puta nè. Phim là mình có xem phim rạp thì mình có là giọng hòa còn xem phim mà phim truyền hình ở nhà tivi á là drama rồi phụ tả là động từ ha ư trừ đây phim á là drama và dòng hoa danh từ có phải chim thêm ư không phải chim thêm trừ vì nó ra nó bổ nghĩa cho từ xem nè động từ phụ thả. cùng với tôi cùng với tôi cùng cái gì đó qua hoặc là qua chi. phần này mình đã học rồi Mình nghĩ là cùng với danh từ Danh từ có và chim thì mình dùng với Qua, không bà chim thì mình dùng với qua khạch chỉ cùng cùng với rồi không cái gì đó không thì nó là câu hỏi rồi bây giờ mình chuyển cái nguyên câu này sang tiếng hàn nha bạn có muốn đi xem phim cùng tôi không thì lúc này mình dịch từ đuôi dịch lên à cái không này là nó biểu hiện cho câu hỏi rồi nè rồi bỏ chữ không ra cùng tôi tôi là thỏ thân mật thì dùng nó rồi cùng cho không có bà chim thì mình dùng qua cho quá cùng là khạch chí lưu ý ha cái khạch thi này không đọc là khạch thi mà và chim là thờ theo sau là y thì lúc này mình phải đọc cho nó là khạch chi ha khạch chí rồi phim phim ở đây mình có là dọn hóa dọn hóa rứ xem phụ ta đi xem thì lúc này phụ không có bà chim mình dùng ư đo nè không có bà chim mình dùng ro khả rồi, có muốn gì đó mình hỏi ý kiến người ta, không bà chim thì mình sẽ thêm real và chim cho nó và leo. Câu hỏi nên là thêm dấu chấm hỏi và lên giọng ha. Lưu ý bà chim là r theo sau r nữa, chữ thứ, thứ hai mình đọc l luôn ha. 갈래요. 저와 같이 영화를 보러 갈래요. 저와 같이 영화를 보러 갈래요. Trong văn bình thường mình nói bình thường á thì mình hay bỏ cái So, how do you know how to do this? How do you know how to do this? How do you know how to do this? How do you know how to this? u know t h i s h n how to do t h i h you know how to h i s h o y o n o w h h i s h o you n o w how t this? How do n o w h to do this? How do y n o t h i được món hàng chưa có ăn món hàng thử nên ồ em muốn ăn thử món hàng đó à, nè tôi muốn ăn món hàng tôi muốn ăn thử món hàng tôi ở đây là chủ ngữ danh từ có và chim thêm in không và chim thêm nến rồi muốn muốn làm gì đó muốn làm gì đó chủ ngữ muốn làm gì đó mình đang học với ulrio ngữ pháp ha ulrio rồi tiếp tục ăn ăn ở đây là động từ một bà một ăn thử mình có ngữ pháp thử làm điều gì đó mình có động từ a à, o phụ thả, thử làm hành động gì đó đó a à, o phụ thả. món hàng ở đây mình có danh từ món hàng ăn thử cái gì ăn thử món hàng thì lúc này danh từ có bà chim thêm ư không bà chim thêm rứ hàn quốc thì mình có là hanh món ăn thì mình có là 음식, vậy thì món ăn hàng hanh quốc ưm quốc, 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 quốc chuyển câu này sang câu tiếng việt tiếng, việt, tiếng hàn như sau mi anh chủ ngữ mà lấy ra trước cho không bạch chim thêm nến chờ nên và dịch từ đuôi dịch lên món hàng thì mình có là Hàn quốc hàn quốc nè món thêm chữ um siết vào rồi Hàn quốc ưm siết thêm chữ từ cho nó Hàn quốc ưm siết rồi đây mình có ăn thử ăn thử động từ của mình là ăn nè một tả thử o nguyên âm là o thì sẽ cộng với o phụ tà là ăn thử đây nè muốn muốn không có bà chim thì mình thêm r làm bà chim cho nó và theo sau thêm lèo là. rồi lên giọng ha á à, miền câu này là câu nói bình thường nên chấm và xuống giọng ha cho nên 한국 음식을 먹어볼래요 cho nên 한국 음식을 먹어볼래요 có thể bỏ vô khi các bạn nói thân mật ha hả 한국 음식을 먹어볼래요 한국 음식을 먹어볼래 한국 음식을 먹어 볼래? 먹어 볼래? 네. 어 đây 한국 음식 các bạn có thể viết ngắn lại là 한식 ha. Lấy chữ họ và lấy chữ 식 ở đây nè, thành 한식 cũng được ha. 한식을 먹어 볼래요. 네. 한국 음식을 먹어 볼래요. Ví dụ số 3. Tôi đã nấu mì rồi. Bạn có muốn ăn cùng không? Ví dụ mình nấu mì sẵn rồi, mình nói chồng mình Em nấu mì đó, anh muốn ăn không? Ăn không? Nấu mì vậy đó tăng không <laughs> kiểu gì đó <laughs> rất là đơn giản ha chủ ngữ của mình là tôi cho nên hoặc là sẽ á ảnh là cho nên thôi được rồi tôi đã nấu mì rồi ở đây nó có hai vé à tôi đã nấu mì rồi bạn có muốn ăn không chủ ngữ của vé thứ hai là bạn nè đã rồi dịch câu vế trước nha đã cái gì đó mình có quá khứ thì quá khứ là at ot, at osio nấu mì Nấu là động từ của mình, hồi nãy mình có là nấu mì gì đó, mình có là cứ tà đó. Nấu mì, mì gói, nấu cái gì nấu mì thì mì gói sẽ uh, bổ nghĩa cho từ nấu, có bà chim thêm ư không bà chim thêm rứ Mì gói mình có là ramen hoặc là người Hàn hay đọc là ramen á. Rồi, đã cái gì đó rồi nó thuộc phạm trù của cái thì quá khứ, nói về cái gì mình đã làm rồi. Rồi. Bạn tức là mình hai người đang nói trực tiếp với nhau thì tôi với cái bạn này xin nhắc luôn ha, bỏ luôn ha có muốn hỏi ý kiến người ta bạn có muốn gì đó nó là ngữ pháp ngữ pháp hôm nay mình học ha rồi ăn ăn là động từ một tà nè cùng cùng hồi nãy mình có nói là có cái ngữ pháp mà cùng á qua cạch chi hoặc là mình có thể sử dụng cái cạch chi thôi cũng được cái gì đó không nó là câu hỏi rồi chuyển sang câu tiếng Hàn như sau. Bây giờ nè, tôi đã nấu nấu mì rồi. Bạn có muốn ăn cùng không? Thì các bạn muốn ghép hai cái câu này nè, hai cái câu tôi nấu mì rồi đó. Bạn có muốn ăn cùng không? Muốn ghép lại thì mình có cái ngữ pháp mà để ghép cái thì á. ngữ pháp gì các bạn? Ninh đèo, un nien đèo, un đèo, ninh đèo. Thì lúc này thì quá khứ thì mình sẽ đi với cái ngữ pháp ninh đèo quá khứ ha. Nó là để nối hai câu lại với nhau hoặc là để giải thích một chuyện gì đó thì mình hay dùng là in đều rồi dịch từng bế một à, tôi đã nấu mì rồi thì lúc này mình sẽ dịch cái rồi cái gì đó đã rồi nó là thì quá khứ thì mình sẽ đặt ở cuối câu nè mì mì là ramen hoặc là ramen ứ rồi cứ là nấu nè đung nè rồi đã gì đó thì quá khứ cứ tà nguyên âm ư thì sẽ cộng với ớt sợi đó, đó, sau đó mình sẽ thêm vô. Rồi mình sẽ thêm cái nối hai vé lại đó là nên đẹp, cứ đó đẹp. Thì lúc này mình sẽ chia lại cứ đó nên đẹp, nên đẹp, cứ viết lại cho nó đẹp đi ha. Cứ đó đẹp, Rồi bạn có muốn cùng ăn không? Lúc này mình dịch từ đuôi dịch lên cái Nguyên cái uh, câu này nha không cái gì đó bạn có muốn gì đó không thì nó là dấu chấm hỏi rồi đó câu hỏi cùng cùng thì mình có là khát rồi ăn một tả rồi xong tới có muốn có muốn đây có bà chim nên mình thêm là 을 려요 là xong 라면을 끓였는데 같이 먹을래요 라면을 끓였는데 같이 먹을래 가지 bỏ vô khi các bạn muốn nói thân mật luôn à. Ramen은 끓였는데 가지 먹을래요? 가지 먹을래? Đó, là ví dụ số 3 cho ngữ pháp 을 Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phần tiếp theo đó là phần huy hóa, phần hội thoại ha. Cái này là hê hoa đó các bạn mà mình kéo nó lên xa quá mất chữ hờ thành quê qua. Mi <laughs> hành chẳng cầm <laughs> mình kéo lên dữ quá nó thành bê hoa chứ ai mà không 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 nhìn kỹ chắc chửi chết luôn. Thế <laughs> hoa nha. Rồi mình sẽ có đoạn hội thoại đi tìm nhà như sau. Có Ren và một cái người nữa đó là người uh, giới thiệu nhà nha. Rồi cùng đọc với mình hai lần nha mọi người. Xin lê âm mẹ ta. Cho chích ở 알아보려고 하는데요. 어떤 집을 찾으세요? 방 하나에 욕실 하나 있는 전세집을 찾는데요. 요즘 시세가 어때요? 그 정도 집을 구하려면 5천 정도 주셔야 돼요. 좀 비싸네요. 그런데 집이 나온 게 있어요? 마침 하나가 있어요. 있네요. 집도 깨끗하고 버스 정류장에서 가까워요. 지금 보러 가실래요? 네, 그렇게 할게요. 다시 한번 할게요. 라이모 랑님 어이구, 실례합니다. 저집좀 알아보려고 하는데요. 어떤 집을 찾으세요? 방 하나에 욕실 하나 있는 전세 집을 찾는데요. 요즘 시세가 어때요? 그 정도 집을 구하려면 5천 정도 주셔야 돼요. 좀 비싸네요. 그런데 집이 나온 게 있어요. 마침 하나가 있네요. 집도 깨끗하고 버스 정류장에서 가까워서 어 가까워요. 미안. 지금 보러 가실래요? 네, 그렇게 할게요. 네. 렐라 trường hợp đi tìm nhà nha mình cùng nhau dịch t đ i 실례합니다. 저집좀 알아보려고 하는데요, thì m ì n 신뢰합니다, 신뢰하다, 신뢰, 실례. đôi cách phát âm mà b ắ c h e o s u chữ r ê chỗ này đọc là 신뢰합니다, nó mang n uh, excuse me, thốt xin lỗi các bạn, xin lỗi nhân viên gì đó, 신뢰합니다, cho, cho ở đ mình nói mà mình uh, kiểu như là c h uh, mình nói là tôi định làm gì đó, mình ngắt quãng h a dùng sờ, c h i 보, 알아보려고 하는데요. ngữ ở đây là cho rồi nè. Là cái đáng lẽ là cho nên. Tuy nhiên bạn này bạn ngắt ra là cho. Thì lúc này có chủ ngữ rồi mình dịch từ đuôi đến. Nên đều, -e đây là một cái đuôi câu dành cho động từ. Nên đều -e giải thích cái điều gì đó. Mình giải thích là mình làm gì các bạn? Do cua hà tà, động từ ư do cua hà khi có bà chim và do cua hà không có bà chim. Nó mang nghĩa là định làm hành động gì đó, định gì đây các bạn? Arabuda, tìm hiểu chum một ít một lát hoặc là mang nghĩa là mình giảm nhẹ câu nói của mình đi nhẹ nhàng hơn chip nhà thì lúc này là tôi định đi tìm nhà thôi xin lỗi anh xin lỗi chú mà tôi định đi tìm nhà đó ở tôn chị chắc ở đây là câu hỏi thì lúc này mình hỏi thì hỏi đối phương là hỏi bạn bạn làm gì ư xèo ư xèo ở đây nó có hai dạng một dạng là động từ ư dạng thứ hai là dạng không có bà chim thì xẻo, động từ ư xẻo xẻo. Bình thường cái nghĩa đi với động từ thì nó mang nghĩa là hãy làm gì đó. Nói người khác hãy làm gì đó. Và nó có một cái nghĩa khác dành cho cả tính từ và động từ thì nó mang nghĩa là lịch sự. Mình muốn nói lịch sự, mình muốn tôn trọng cái người mình đang nói đến, người mình đang nói chuyện thì lúc này mình cũng có thể sử dụng đuôi ư ừ, xẻo ha. Trong trường hợp này người ta đang nói với cái nghĩa lịch sự ha. Ư ừ, xẻo không có dịch đó ha mình chỉ thể hiện sự lịch sử thôi. Chatta, chatta ở đây mang nghĩa là tìm. trong trường hợp mình tìm kiếm cái gì đó mình tìm hoặc là mình dùng chatta với nghĩa là mình đi rút tiền các bạn. Thu nư chatta rút tiền ở ngân hàng rút tiền ở cây atm thì mình dùng chatta luôn ha. Rồi trong trường hợp này là tìm cái gì đây các bạn? Tìm chip, tìm nhà. Ở Otton ở đây á nó là cái tính từ thà đó mọi người. Otona mang nghĩa là như thế nào? cộng theo sau nó là danh từ nhà thì lúc này mình có là định ngữ của tính từ thì hiện tại tính từ tính từ nói chung định ngữ của tính từ thì có tính từ có bà chim thêm ưn không bà chim niên danh từ mang nghĩa là danh từ mà tính từ vậy lúc này mình dịch bình thường thôi danh từ là nhà nè ô tô nó không có bà chim nên lúc này mình bỏ à nhà 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 không có bạch chim không phải mà là ở tốt thả để khúc này giải thích một chút nữa cho nó kỹ kỹ chứ không mọi người không hiểu là ý nữa <laughs> lúc này mình có ở tốt thả cộng với danh từ là nhà là cái chịp nè thì lúc này mình có bớt quy tắc của bà chim là chữ hờ bớt quy tắc của bà chim chữ hờ chữ hờ theo sau nó là nguyên âm nó gặp những chữ bắt đầu bằng chữ ngờ trong trường hợp mình là in á tại vì ở tất thà nó có bà chim nên theo thường lệ thì nó phải thêm in thành ở tôn chip tuy nhiên cái bà chim là chữ hờ theo sau nó là nguyên âm ngờ này thì bà chim sẽ bị mất thì lúc này nó chỉ còn là ở to thôi ở to không có bà chim thì lúc này mình sẽ chia theo định ngữ của tính từ là không bà chim thì thêm chữ n làm bà chim cho nó thành ở tên chip ở tên chip cái nhà như thế nào bạn muốn tìm nhà như thế nào bạn muốn tìm nhà loại nào ở tên chip

ư ừ, hoặc là rưng nè xe chip là nhà thuê dài hạn mình hiểu cái thần xe chip rồi ha mà ở đây mình có định ngữ của động từ á danh động từ theo sau nó là danh từ thì lúc này động từ có và chim hay không thì mình đều thêm nên ha định ngữ của thì hiện tại nha tôi tìm cái nhà mà ít ta là có nè phẳng hana e có một cái hana là một nè cái phòng tắm và một cái phòng tức là một cái phòng mà trong cái phòng đó có một phòng tắm thì mình dùng là bằng hana ấy dục hana đó nên là mình có là tôi tìm cái nhà mà có một phòng tắm một phòng với một phòng tắm á dụ chim xí xe gò tiểu dụ chim nghĩa là dạo này hoặc là gần đây xí xế thời giá ở tất thả lưu ý ha cái ở tất thả từ gốc của nó là tính từ ở tất thả theo sau nó là ngữ pháp a o u thì lúc này mình có khi bỏ tà ra thì nó còn là o tốt cộng với ao du thì nó lại có bất quy tắc của bà chim là hờ hờ theo sau là nguyên âm thì hồi nãy mình có hờ theo sau những cái bắt đầu là ngờ ví dụ như là trường hợp này là ao du thì đầu tiên là chữ hờ bị mất nè nó còn lại o to và hờ mất mà theo sau với những ngữ pháp mà có ao thì lúc này chữ o này sẽ được biến thành e thành là o te 마템 요요 어때요? 어때요? 어, 니턱먹으면 어때? 어때? 네. 요즘 시세가 어때요? 그죠? 네 정도 집을 구하려면 5천 아, 정도 주셔야 돼요. 5천 정도 주셔야 돼요. lúc này mình sẽ dịch sao đây cái gì đó có nếu định cái gì đó thì thì lúc này nếu muốn thì á thì mình có nếu muốn dịch từ cái nếu muốn trước ha khu tìm tìm gì đây chip tìm nhà chọn tô độ khư ấy nếu mà muốn tìm nhà cái khoản đó đó nếu mà muốn tìm nhà cái loại đó đó thì ủ chân tu để lưu ý cái ổ này ha cái này thì các bạn phải biết văn hóa dùng từ của người hàng thì các bạn mới có thể hiểu được cái chỗ này ha nhiều người ổ chân, 5 năm ngàn năm ngàn là được thôi thì nó không phải ha nó là 50 triệu của tiếng Hàn á ở đây á ổ man đó các bạn bỏ chữ manon này đó ổ man á tuy nhiên là người ta viết tắt người ta dùng tắt hay ổ này trong văn nói thường dùng thì người ta bỏ cái manon đi ha vì tiếng Hàn á năm cái um, cách viết của tiếng Hàn á nó khác của tiếng Việt mình. Người Hàn á tính cái đơn vị của người ta là đơn vị man. Man tức là 4 số 0. Khi người ta nói những cái nào mà trước 4 số 0 thì người ta nói cái số cái số đứng trước thôi. Thì lúc này mình có là 50 triệu của tiền Hàn sẽ là u ton manen. Thì các bạn lưu ý là cái sau cái 5.000 này các bạn thêm cho mình 4 số 0 là sẽ ra con số thật của nó ha. Thành u ton tức là 50 triệu của bằng tiếng Việt của mình ha. 50 triệu, chồng tô, chừng hoặc là độ. Chú đều, mình có ngữ pháp phải làm gì đó, động từ à oi thuê tả, à ô, ya, ta, phải làm gì đó. Chú cho hoặc là đưa, phải đưa hoặc là phải trả, phải trả tới 50 triệu, tức là người này người ta thuê cái nhà 50 triệu, xong rồi khi nào người ta đi á, người ta không cần trả tiền lúc trong suốt cái thời gian mà thuê nhà người ta không cần cần trả tiền thuê nhà nữa mà lúc người ta đi á thì người chủ đó sẽ trả lại 50 triệu cho cái người thuê nhà tại vì sao thì mình nghĩ đơn giản thôi mình đưa cho người ta 50 triệu người ta đi đầu tư người ta đi đầu tư trong vòng hai ba năm xong sau đó người ta lấy cái tiền đầu tư đó người ta lấy thành cái tiền thuê nhà sau đó thì khi mà mình đi thì người ta lấy 50 triệu đó lại người ta trả lại cho mình là xong thôi thì công này đơn giản thôi nếu bạn muốn nhà cỡ đó đó loại đó đó ha chỗ này bị sai là cỡ đó cỡ đó giống ngã nha nếu muốn nhà tìm nhà cỡ đó hoặc là loại đó thì phải trả chừng 50 triệu tiếp tục chum pizza nèo. 그런데 집이 나온게 있어요. 좀 hơi hơi hoặc là một chút pizza tạ pizza tạ, mang nghĩa là đắt nếu đồng tính từ mình bỏ tà thêm nhiều đây là một cái câu cảm thán đưa cảm xúc của mình vô và nói à pizza ouais. nèo hơi mắc á hơi mắc á chút hơi mắc á. 그런데, nhưng mà 집이 나온 게 있어요. 집이 나온 게 있어요. Ở đây mình có chip uh, là cái nhà nè, nau ta. Chip mà nạo ta trong trường hợp á mà mình sử dụng đối với khi mình đi mua 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 nhà hoặc là mua mua hàng á thì nạo ta nó có nghĩa là ra đó các bạn. Có cái nhà nào trống hay không? Có cái nhà mà có có cái nhà không thì chip nạo tà ta nè, ta. Sản phẩm nạo ta thì lúc này mình có hàng hoặc là hàng ra đó thì lúc này trong trường hợp chip chip cái nhà thì có cái nhà nào không á nào ung kìa mình có nào tà là động từ nè theo sau nó là danh từ kê thì lúc này mình có định ngữ của động từ mà thì quá khứ động từ có bà chim thêm in không mà chim thêm niên danh từ nó mới nghĩa là danh từ mà đã danh từ mà động từ á thì mình dịch đơn giản thôi K là cái việc hoặc là cái nào ta không có bà chim nên thêm niên nào un chipi nã un kìa cái nhà mà ra cái nhà mà người ta để trống thì sợ thì có không có cái nhà nào không nói dịch đơn giản là có nhà nào không hơi mắc đó chú nhưng mà có cái nhà nào không ạ mà chim hana nó ngày nèo mà chim mới nói rồi vừa đúng lúc đúng lúc hana gai ne hana là một nè ta là có nè có một cái tức là có một cái nhà đó nếu mới nói ở trên đó là câu cảm thán mà chim hát nó cái nhiều vừa đúng con cái nè chị bị chị 정 버스 정류장에서 가까워요 집 chọn sư rồi nhà nè tu cũng danh từ cộng với thú mới nghĩa là cũng ha cái cứ tả sạch sẽ và danh từ tính từ động từ Cô, tính từ động từ Tính từ động từ 1, cô tính từ động từ 2 thì lúc này mình có thể dịch là và. Hai cái có nghĩa ngang ngang bằng nhau vậy là và. Có nhiều trường hợp nếu mà dịch theo cái tuần tự thời gian thì mình dịch rồi hoặc là sau đó. Tùy trường hợp mà mình dịch cho phụ cụ thể nha. Cho, thích hợp nha. Chịp tu kể kết thảo cũ nhà thì cũng sạch và bó sư rằng e sư là xe buýt nè. Chồng nêu rằng lưu ý phát âm nha Bà chim là ngờ theo sau là r Chỗ này mình đọc nợ Chồng nêu rằng Chồng nêu rằng là trạm xe Phó sư nêu rằng Trạm xe bit E so ấy không Hồi nãy mình có hướng dẫn trong phần từ vựng danh từ E so khá cấp tả Gần nơi nào đó Danh từ E so Mở tả Xa nơi nào đó Thì lúc này mình có là chip nhà Cái nhà cũng sạch mà Cũng gần cái trạm xe buýt nữa 지금 보러 가실래요? 지금 bây나 보다 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 là xem 보러 가다 mình có cái ngữ pháp là đi để làm gì đó đó các bạn mới mới học trong cái phần uh, hồi nãy mình làm bài tập đó, động từ 으러 가다 có bà xem thì 으러 가다 không bà xem thì 으러 ro khả mà nghĩa là đi để hành động gì đó đi để động từ đi để xem ở đây mình có si lẻo si lẻo thì nó lại có một cái trường hợp đó là tính động từ mang nghĩa lịch sự ha có bà chim thì dùng ưu si mà không có bà chim dùng si nó mang nghĩa lịch sự thôi ví dụ như cái người mà đang nói chuyện với mình đang lớn tuổi hơn mình mà người ta nói muốn nói một cách lịch sự với mình á, thì có thể dùng là puro khải si lẻo lẻo mới học xong bạn có muốn gì đó không trong trường hợp câu hỏi bạn có muốn đi xem không khay lẻo trong trường hợp này sử dụng xí lẻo được vì có lẽ là cái bác mà cho thuê nhà cái bác mà ở cái trung tâm mà cho thuê nhà chung gian đó chung gian cái chỗ mà cho thuê nhà cái chỗ dịch vụ cho thuê nhà đất đó thì lúc này chúng mới nói với mình à xí lẻo có thể sử dụng ta lớn tuổi nên ta dùng đuôi y ri lẻo với mình đó là chuyện cũng không sao hết nên lúc này mình có thể dịch dễ dàng là đúng lúc có một căn nè nhà sạch sẽ và cũng gần chạm xe buýt nữa nè Bây giờ có muốn đi xem không nè? Đó, câu cuối cùng. Để, 네, 그렇게 할게요. Nè, 네, đồng ý với cái lời nói của ổng nha. 그렇게 như thế. Bà chim là hờ theo sau cờ. Chỗ này đọc khờ. 그렇게 như thế. Ha ta làm. Làm như thế. Mình có ngữ pháp sẽ làm gì đó. Cái người nói sẽ làm gì đó. Động từ có bà chim thêm ư. Không bà chim riêng kêu. Tôi sẽ làm như thế. Nè, 네. 네, 그렇게 할게요. Tôi sẽ làm như thế. B. Đó là phần hội thoại, mọi người nhớ đọc lại nhiều lần và xem lại ngữ pháp để cho mình dễ nhớ hơn ha. Rồi bây giờ cuối cùng là phần xuất xe, xuất xe sẽ gồm có 5 câu như sau. Câu số 1, nếu muốn gặp giám đốc thì hãy đợi ở đây, ví dụ mình tới phòng của mình kêu em muốn gặp giám đốc, cái nói là ờ nếu muốn gặp giám đốc thì ngồi đây đợi đi. Thì đi kêu giám đốc đây. Nếu cái gì đó, nếu muốn nếu muốn làm gì đó thì mình có là động từ có và chim thêm ư ừ đò mấy không và thêm mình thêm đò mẹn. Gặp, giám đốc, động từ gặp. Mình có động từ gặp là manada. Hoặc là peda. Mình có thể sử dụng là peda. Peda hoặc là peta cũng được ha. Peda, pipta. Giám đốc. Peta này nó là trường hợp mà lịch sử của puta. Manada nha. Rồi, giám đốc. Mình có danh từ chỉ thằng giám đốc. Chỉ ông giám đốc. Anh. Tôi nói riết là tôi nói bậy luôn à. Danh từ ơn ừ, giám đốc là sa, trang nghiếm bạn thân của mình làm giám đốc mình kêu thằng giám đốc cũng được đúng không <laughs> Để, thì thì hãy làm gì đó động từ có bà chim thêm ư xè u không bà chim mình thêm xèo rồi động từ của mình là đợi khi ta đi tả rồi đợi ở nơi nào đó danh từ e so rồi cái nơi trốn thêm e so à đây đây là cái nơi trốn này do kỵ đó là ví dụ số 1, ví dụ số 2. Nếu muốn du học Hàn Quốc thì phải làm sao đây? Nếu muốn tôi muốn đi du học Hàn Quốc giờ phải làm sao đây thì đầu tiên là phải học tiếng Hàn, hai là phải tìm hiểu cái trường, tìm hiểu học phí, sau đó tìm hiểu xong cái trường thì chọn trường, chọn trường xong tới những cái công đi du học rồi kêu người ta làm hồ sơ xong đi du học thôi. Nhưng mà phải có tiền nha. Nếu muốn du học. Tại vì du học cũng không có phải là ít tốn kém đâu mà là rất tốn kém đó. Nếu muốn đi du học nếu muốn gì đó động từ ư <laughs> du học du học mình có là chu học du học cả tả nè hàn quốc du học, học ở nước nào đó danh từ e sơ thành cầm mát danh từ e ai nha danh từ e du học tại mình đi với cả tà thì đây danh từ của mình e ha danh từ e Hàn là hàn quốc bình thường thôi thì nếu thì phải làm như thế nào nói hoài luôn phải động từ o à, a à, ha ta hoặc là ai a ta làm cái gì đó động từ ha ta rồi làm sao làm như thế nào thì lúc này mình có học thuộc luôn đó là từ otok tiếp tục nếu muốn mua đồ rẻ mà đẹp ở hàn quốc thì phải đi đâu đi thung tây môn chứ đi đâu thung tây môn Thùng tây môn cái chợ bán đồ sỉ lẻ đồ đồ sỉ ở Hàn Quốc có thuận tiền muốn rồi nếu muốn cái gì đó thì là ngữ pháp ưdomion ừ, giờ nhớ mua động từ mua của mình là sa tả tả đồ mua cái gì đó hàng hóa đồ thì lúc này đồ dùng mình có thể dùng vulgón rẻ rẻ đồ mà vừa rẻ vừa đẹp thì nguyên cái cụm đồ vừa rẻ vừa đẹp thì mình phải đi với định ngữ của tính từ nha mọi người tính từ có bà chim thêm in không bà chim niên danh từ á danh từ mà tính từ rẻ mà đẹp rẻ của mình là sa đã đẹp của mình là chụt thả nè rồi ở hàn quốc mua cái gì đó ở nơi nào đó thì danh từ chỉ nơi chốn thì mình sẽ dùng là Ê so thì nếu thì nè phải đi đâu phải làm gì đó ngữ pháp ở trên à ôi à ha tà tuệ tả đi Đi là động từ của mình là khả tả. Đi đến nơi nào đó. Đi đâu? Danh từ e khả tả. Đâu? Đâu là ổ ti. Tiếp tục. Bạn có muốn cùng học tiếng Hàn với tôi không? Ví dụ là uh, mình có quen một uh, bạn người Trung Quốc đi. Kêu, ê mày học tiếng Hàn với tao không? Tao mày cùng học tiếng Hàn đi. Bạn có muốn hỏi ai đó? Hỏi ý kiến thì mình dùng thân mật mà ư lẻ cùng cái gì đó khả chị cùng cái gì đó theo sau là động từ học học là động từ khủng bua tả khùng bua tả hoặc là tả học cái gì đây học cái danh từ tiếng hàn nè hàn quốc là hàn quốc nè tiếng hàn thêm chữ o vô hàn quốc có với với cùng với thì lúc này nó là nguyên cái cùng với này mình dùng là nguyên cái khạch chi là đủ rồi ha với tôi hai người đang nói trực tiếp bỏ luôn không là câu hỏi rồi cuối cùng, cuối tuần tôi định đi Seoul, bạn có muốn cùng đi không? Lúc này mình có cuối tuần tôi định đi Seoul, nó có hai vế ha à. bạn có muốn cùng đi không nó giống với cái vế ví dụ hồi nãy mình nói á lúc này nối hai cái vế lại với nhau thì mình dùng in niên hoặc là nin de. nối hai vế lại với nhau ha à. rồi cuối tuần thời gian là chủ mai chủ tôi chủ ngữ nha hai trường hợp trường hợp này hai người đang nói trực tiếp với nhau chủ ngữ tôi bạn bỏ luôn nha định làm gì đó động từ ư do cu ha tả trong trường hợp có bà chim và do cu ha tả trong trường hợp không bà chim đi động từ đi của mình là ha tả nè đi đến nơi nào đó danh từ e danh từ e danh từ của mình là so u, so u. rồi bạn có muốn đi cùng không chủ ngữ là bạn nè bỏ luôn có muốn gì đó liệu câu hỏi liệu đi đi là động từ khả làm cái gì đó cùng ai đó thật chị nè tới đây ta nha mọi người nè <laughs> hôm nay tới đây thôi nha mọi người. À, chắc hôm nay mình sẽ up bài hơi trễ nên là mong là mọi người thông cảm nha. Để, nếu có thắc mắc hoặc là góp ý cho video thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nha. Đấy, anh nhau.